Mặt trận quốc gia thắng lớn trong cuộc bầu cử địa phương tại Pháp, tin từ Paris. Mặt trận quốc gia có chủ trương cực hữu, chống di dân, hy vọng sẽ chiến thắng tại nhiều thị trấn trong cuộc bầu cử địa phương vòng thứ nhì vào ngày chủ nhật. Tại thành phố Marseille, lớn hàng thứ nhì của Pháp, mặt trận đã về nhì, nhận được 23.16% số phiếu, bỏ xa đảng xã hội của tổng thống François Hollande trong vòng bầu cử lần đầu. Các quận phía Bắc thành phố Marseille là nơi mức thất nghiệp rất cao, nhiều khu vực mức thất nghiệp lên đến trên 50%. Đây là vùng có truyền thống ủng hộ đảng xã hội, nhưng lần này người dân không đi bầu và đảng xã hội chỉ nhận được nửa số phiếu so với các số phiếu bầu cử trước đây. Nhiều người trong vùng nói rằng họ không còn tin vào đảng xã hội. Ứng cử viên Stephanie Ravier của mặt trận đang vận động trong khu vực và đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Một người nói ông ta hy vọng ông François Hollande sẽ làm thay đổi, nhưng từ ngày ông Hollande lên cầm quyền, tình trạng càng tệ hại hơn. Ông Jean-Marie Le Pen là người thành lập mặt trận nói rằng đảng của ông ta sẽ chiếm ít nhất là 1.000 ghế nghị viên và ông ta tin tưởng là con gái của ông ta là bà Marine Le Pen sẽ trở thành tổng thống Pháp.